Bà xã Tấn Tài gái một con trong vòng con mắt, nhan sắc đời thực không hề kém hình tự đăng. Đời còn vui, biết chưa kịp khui cứ hớt mình. Chuyện kia từ đời tâm xa, mẹ cha đừng lo tương. Đám cưới của Hồ Tấn Tài liên tục gây chú ý với những tình tiết ấn tượng. Đặc biệt hôn lễ của nam cầu thủ có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng như Quang Hải, Văn Hậu. Không chỉ vậy, nhan sắc vợ của Tấn Tài là Hiếu Phạm cũng được dân tình đặc biệt quan tâm khi hình ảnh của Thiên Qua Đường chụp được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Từ trước đến nay, Hồ Tấn Tài khá kín tiếng trên mạng xã hội. Anh hầu như không chia sẻ gì về chuyện vợ con. Chính vì vậy, thông tin nam cầu thủ kết hôn khiến nhiều người ngỡ ngàng. Từ những bức ảnh cưới được đăng tải, cư dân mạng dễ dàng nhận ra vợ của Tấn Tài khá xinh xắn và dễ thương. Đường nét trên khuôn mặt của cô rất hài hòa và rất dễ gây thiện cảm. Ảnh cưới lung linh là vậy, hình thực ngoài đời do camera thường ghi lại cũng chẳng thể dìm được nhan sắc của Hiếu Phạm. Trong các khoảnh khắc được bạn bè, người thân ghi lại và khi chụp ảnh cưới, Hiếu Phạm không thay đổi quá nhiều. Thậm chí có nhiều người nhận định cô ngoài đời trông tươi tắn và tự nhiên hơn. Với các hot girl mạng, camera thường, ảnh chụp lén có lẽ khiến nhiều người lo lắng vì không thể được như khi đã chỉnh sửa cẩn thận. Nhưng với sắc phúc này, có lẽ bà xã Tấn Tài không cần phải quá lo lắng. Trên trang cá nhân, Hiếu Phạm thường xuyên đăng ảnh về cuộc sống thường ngày. Cô hiện đang kinh doanh riêng và làm về mảng spa, làm đẹp cho chị em phụ nữ. Nhan sắc đời thường của cô khá bắt mắt và gây nên ấn tượng bởi nét quyến rũ và mặn mà. Trang phục mà Hiếu Phạm diện cũng khá đa dạng, nhưng hầu hết đều là những bộ cánh giúp cô khoe body mướt mắt. Được biết Hiếu Phạm tên đầy đủ là Phạm Thị Hiếu, sinh năm 1995 và hơn chồng mình 2 tuổi. Cô và Hồ Tấn Tài đều cùng quê nên mọi công việc trong khâu tổ chức đám cưới khá đơn giản và thuận lợi. Cô và anh gặp nhau tại một quán ăn do bạn bè giới thiệu và hẹn hò từ năm 2019. Đến tháng 10 năm 2020, Tấn Tài và Phạm Hiếu chính thức đính hôn. Mặc dù khá kín tiếng về chuyện đời tư và ít khi đăng ảnh cùng nhau, thế nhưng Hồ Tấn Tài cũng rất khéo léo khi thể hiện tình cảm với bà xã. Chẳng hạn những lần đăng ảnh tập luyện hay trong cuộc sống, nam cầu thủ đều khẳng định chủ quyền bằng cách tắt tên vợ vào. Không riêng nam cầu thủ, Phạm Hiếu cũng rất khéo léo khi thể hiện tình cảm với ông xã. Trong lần kỷ niệm 3 năm ngày quen nhau, cô từng đăng tải dòng trạng thái tiết lộ việc chênh lệch chiều cao khi sánh vai bên chồng. Cụ thể Hiếu Phạm viết, lần đầu gặp nhau em đi guốc 11 phân, một thời gian sau chúng ta hẹn hò em đi dép lào 1 phân. Anh bất ngờ, bật ngửa. Sao hôm trước cao to mà hôm nay nhìn chút ép vậy, do mình quá bé hay anh quá to, ba cái tết bên nhau. Sau nhiều năm bên nhau và đã có con trai đầu lòng, cặp đôi chính thức về chung một nhà trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cả đông đảo người hâm mộ. Không chỉ riêng gia đình, bạn bè, người thân, đám cưới của cặp đôi còn có sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt là con trai đầu lòng. Khoảnh khắc bé xuất hiện trong lễ cưới bố mẹ lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Theo video khách mời quay được, vào thời điểm cô dâu và chú rể bước vào lễ đường, một em bé ngồi trên xe ô tô được nam cầu thủ tự tay điều khiển, đồng thời cũng tiến vào khiến ai cũng trầm trồ. Sau khi đã ổn định chỗ đứng trên sân khấu, Hồ Tấn Tài liền đến bế con trai vào lòng. Bên cạnh bà xã, anh không khỏi hạnh phúc. Sau khi sinh con đầu lòng khoảng 1 năm, cặp đôi mới chính thức làm đám cưới. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!